Thân chào các bạn, một ngày mới vui vẻ. Mình có cái cây su thứ Sumalen này nè. Thì cách đây một năm á, mình có ship về, đâu cũng khoảng gần cái chục cây á. Mình tính nó để nó lớn á, hôm nay nó bự bằng cái bắp tay rồi các bạn, bằng cái bắp tay rồi đó, bự rất là bự. Mình cao nó cao gần 2 mét luôn á. Mình tính để đó mình trẻ lồng rồi mình chơi, nhưng mà cái công chuyện mình nó nhiều quá. Mình buổi sáng mình chỉ lên được 1 tiếng rưỡi thôi nha các bạn, buổi chiều về 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng, trong một ngày chỉ 3 tiếng dành cho cây sứ thôi, nó không có thời gian nhiều. Cho nên là mình tính nuôi lớn lên, hồi đó mình nuôi cũng một năm, hơn một năm rồi đây, thì mình tính để trẻ lồng rồi mình làm mình ấy rồi mình chơi, nhưng mà nó không có thời gian. Mình thấy nó bự quá rồi, thì mình biết đây là cái thứ sứ thu Sumalen nha các bạn. Thì nói chung là cái rễ nó không có được đẹp đâu, nhưng mà nó cực kỳ mạnh. Nếu mà các bạn chơi sứ Sumalen thì cái rễ nó không có đẹp, cái rễ nó chỉ có rễ không, mà ít có rễ rễ bự lắm, nó không có phải như sứ thường của mình đây. Sứ thường của mình đây thì nó ra củ ra đồ rất là đẹp luôn á, nhưng mà cái thằng Sumalen là nó chỉ ra rễ 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 cám rễ chùm vậy, thì ít cái rễ con rễ rễ ấy là nha các bạn. Nó được có cái là nó mạnh cực kỳ. Thì mình giới thiệu cho các bạn, đây là cây sứ Sumalen ghép bằng ngọn sứ nha các bạn. Thì mình nói lại, hôm đó mình cũng đã nói rồi, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn, đây là một cái ngọn sứ, cái đọt sứ đó các bạn, cái đọt á. Thì mình cắt một cái đọt, mình ghép vào cái Sumalen này, mình biết thì nó nuôi bò rất là mạnh, cho nên mình ghép nó vào đó. Thì các bạn thấy này, nó lên cực kỳ mạnh luôn đó. Bữa nay được 14 ngày rồi mình mới về tháo bò nè, thằng ngày tối hôm qua này, mà tối nó mưa mà nó lên mạnh như thế này nè. Mới hồi tối hôm qua mà nó còn quặt đầu xuống, tại mình dịch xuống, mà mình dịch xuống là mấy chỗ này nó quẹo hết, mà tối ngày hôm qua nó mưa các bạn, nó lên cực kỳ nhanh luôn á nè, nó ngóc đầu vậy nè. Ngày hôm qua cho mấy cái chỗ này là nó gịch xuống rồi, và các bạn thấy nè, cái đọt sứ mà nó ra mạnh ghê không, một tược, hai tược, ba tược, bốn tược, năm tược, sáu tược, sáu tược nè, bên này 7 tược, 8 tược, rồi cái ngọn nữa, các bạn thấy không? Ủa, nó ra vậy đó, mà thằng này nó cũng muốn có bông luôn nè các bạn, thằng này nó muốn có bông luôn nè. Cho nên là ghép cái đọt sứ nó lên mạnh mà đã lắm các bạn, nó lên một lùm luôn á. Như bữa trước mình cũng quay video cho các bạn nói là ghép sứ tháo bo nó có bông luôn nè, thằng này cũng vậy nè, các bạn thấy nè, đó. Lát nữa mình quay cái cây hạnh phúc mình cũng mới ghép kia cho các bạn coi, tháo ra là nó muốn có bông luôn. Khi các bạn cắt, các bạn ghép á, thì những cái đọt cành này nè các bạn dăm đi, dăm đi thì khoảng cửa tháo 6 tháng sau đến 1 năm sau là các bạn cũng đã cắt ghép được nữa rồi, nó mạnh lắm, mình nói thiệt nè các bạn thấy nè. Mình cắt mình dăm nè, nè đây là cái thân của nó đây đó, mình này mình dăm mới có 10 nửa tháng thôi mà nó cũng muốn sống rồi nè, nè các bạn thấy nè. Còn cái cành này thì nó gãy ra rồi mình cũng đi mình dăm cái trên cái đoạn đó đó các bạn nè, mình cắt mình dăm mà bây giờ nó cũng muốn sống rồi nè, nó muốn ra lá non này nha các bạn đó. Lên mạnh lắm các bạn nè, bạn thấy nè, dăm là nó lên nè, nó không có bị eo uột nè các bạn thấy nè. Đó mình cắt ra mà nó gần một thước, gần 2 thước, nó mạnh nó cao, mà dăm xuống mình không cần cắt lá luôn nha các bạn, không cần cắt lá luôn đó, mình để vậy thôi mà nó mạnh, mà nó cũng sống luôn, dăm nó không thú nha các bạn, nó mạnh lắm. Đây thằng thứ sứ Sumalen nha các bạn, hoa nó nè đó, hoa nó mạnh lắm các bạn. Thì cái những cái cây này mình dăm cũng được đã 3 tháng rồi, thì chừng 6 tháng đến 7 tháng rồi, nếu có ấy có điều kiện mình cũng cắt mình ghép được rồi. Rồi các bạn thấy nó lên nè, đây đây là những cái đọt sứ Sumalen nha các bạn, mình cắt mình ghép xong rồi mình còn dăm lại nè, các bạn thấy nè đó, mà nó lên mạnh vậy đây nè các bạn thấy đó, đó nó lên vậy đó, nó lên phà phà luôn đó, chứ mình không có nói gian đâu. Các bạn thấy cái nó lên như thế này là các bạn biết rồi chứ gì nữa nè, nó mạnh vậy đây nè, đó là những cái đọt sứ Sumalen nha các bạn. Đây là những cái thân sứ Sumalen này các bạn, mình dăm cành này, mình lấy nó mọc lên mình lấy mình ghép này, các bạn thấy nè, nó lên mạnh như thế này nè đó. Đây là cái thân sứ Sumalen mình ghép xong rồi lấy mình dăm xuống, rồi bây giờ mình cắt mình ghép được hai nha các bạn. Thì nói chung là mình không có cần củ đẹp, tại vì mình lai hạt cho các bạn mà, miễn là nó mạnh là được, để cho nó ra bông nhiều để mình lai trái cho các bạn thôi, chứ mình không có cần củ đẹp, nhưng một thời gian sau thì củ nó cũng sẽ đẹp thôi à. Đó, đây là tất cả những cái đọt của Sumalen nha, mình ghép xong rồi mình lấy mình dăm lại, chứ mình đâu có nói xạo đâu nè, các bạn thấy nó lên vậy nè, một thời gian sau nó sẽ có củ thôi. Thằng này thì mình cắt cái đọt này mình dâm xuống đây, đây đó, thế là cái thằng mẹ mình ghép xong
rồi bắt đầu mình dâm xuống nó mạnh như thế này nè, à, nó bự như thế này nè các bạn, nha, nó bự như thế này nè, rồi xong cái mình muốn phân tàn cái mình cắt ngang đây, cắt ngang đây thì nó sẽ phân tàn như này, 1, 2, 3, 4, 5, đó, 5 tàn nha các bạn, đó, các bạn thấy không, 5 tàn, mà dâm một thời gian nó sẽ có củ, các bạn đừng có sợ, nè, mình nói thiệt, nè các bạn thấy không, đó, hôm nay làm gì được 4 tháng, 5 tháng, nó củ chập bá, đó, thấy không, nè nó sẽ ra củ thôi à, các bạn đừng có sợ, mà cái xứ dâm cành mình nói sao nó đi nó lại là cái củ rất cực kỳ đẹp luôn, các bạn đừng có chê, đó, củ đẹp lắm, nó lên đủ tháng nó lên củ nè, chứ hỏi các bạn chưa được 4-5 tháng mà nó đã củ như thế này, thì sau này các bạn lấy ra, nếu mà các bạn có thời gian điều kiện các bạn lấy là các bạn làm rễ rồi bắt đầu trồng lại thì nó đẹp cỡ nào, đó đây là những cái xứ Sumalen dâm cành nha các bạn, đây cũng có mấy cây đây nè, nói chung là mình cắt ra mình ấy là mình dâm lại hết, nó mạnh lắm luôn á. Nó mạnh thời gian sau đây nè. Rồi các bạn muốn chơi phân tàn các bạn cắt ở đây còn không có là các bạn ghép luôn. Mình thì mình cắt mình ghép luôn. Mình cắt ghép luôn tại vì mình cần nó mạnh. Nó mạnh để cho nó mau ra hoa để cho mình lai trái cho các bạn thôi. Chứ mình không có cần. Còn củ đẹp hay không còn cũng phải đòi hỏi cái thời gian nha các bạn. Như cái thằng này nè. Đó nó ra được dài dài là cũng con với một cái thằng khác. Rồi mình cắt. Mình cắt ra mình ghép là các bạn. Mà các bạn thấy nó lên mạnh ghê không? Nó lên mạnh này các bạn nè, thấy không, mình cắt cái đọt thôi nha, còn cái thân dưới này nó bự lắm đó, rồi mình cắt đi cái đọt mình ghép để lấy bo thôi, nhưng mà nó lên cực kỳ mạnh luôn các bạn, mình không ngờ luôn, mạnh lắm, tược nào tược nấy khỏe mạnh mà phà luôn. Thì đó là những cái đọt xứ Sumalen nha các bạn, thì các bạn nhớ chú ý là ghép xong thì các bạn giữ lại mình dâm xong rồi nó lớn lên cái mình ghép nữa. Thì những cái cây này là những cái cây mình trồng, mình dâm xuống đã được 8 tháng cho đến 1 năm rồi mình không có nhớ. Nhưng mà mình đã cắt để cho nó phân tàn này các bạn. Rồi xong xuôi bắt đầu mình mới ghép nè, các bạn thấy nó mạnh nè, mới tháo bo ngày hôm qua. Mà trời mưa mà nó lên phà. Đây, cây này mình cũng tháo bo chiều hôm qua nè. Các bạn thấy không, nó mạnh vậy đây nè, đó. Mà mưa tối ngày hôm qua xong rồi nó bắn tược nó ra thấy thương luôn. Các bạn thấy đã không? Nè. Còn thằng này mình ghép ra được mới được ha, mình coi thứ ngày mấy. Ghép mình có nghi ngày. Con thấy 13. Ngày 12 tháng 4, 12 tháng 5. 12 tháng 5 ở đây hơn 1 tháng rồi các bạn, mà nó lên vậy nè, nè có bông rồi nè. Nè. Các bạn thấy không? Đó, hơn 1 tháng rồi nó ra có bông rồi đó. 12 tháng 4, 12 tháng 5 rồi bữa nay nhiêu ta? Bữa nay 18 tháng 5 là được 1 tháng mấy ngày mà nó đã ra bông nè. Bạn thấy ghê không? Là tính từ ngày ghép đó nha. Mà trong khi đó là mất hết 20 ngày là nó ở trong bọc rồi. Mà nó vượt nó lên nè. Các bạn thấy nè, gần 30 phân luôn. Đúng không? Nó mạnh nó vượt nó lên. Bởi vì mình nói cái gốc Sumalen nó mạnh cực kỳ luôn. Mạnh dữ lắm. Nè, này là cái ngọn của Sumalen này mình dâm. Bảo đảm với bạn là có củ như này rồi mà thôi nó đang ấy. Mình không có mua nó động thôi. Chứ bảo đảm nè. Như cái thằng này nè. Các bạn thấy nè. Nè có củ nè. Thấy không? Mình đâu có nó xạo đâu. Củ nè. Chà bá luôn. Củ đẹp cực kỳ luôn. Các bạn cứ đừng không sợ chê củ nè. Chưa? Đó. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là nếu các bạn có những cái xứ nào mà mua mà cái xứ hạt nguyên liệu á, về các bạn ghép xong rồi các bạn lấy đọt các bạn dâm lại nha, thì khoảng cỡ mấy tháng sau, 6 tháng sau cho đến 1 năm sau thì các bạn đã có một cái cây nữa củ cực kỳ đẹp, mình bảo đảm cho các bạn là củ cực kỳ đẹp, các bạn đừng có sợ, củ đẹp đẹp lắm, nó đẹp hơn cái củ dinh nó nhiều, đẹp cực kỳ. Thì mình có chơi rồi mình biết mà, nó đẹp lắm, các bạn tin vào cái điều đó, rất là đẹp luôn. Chứ mình không có nói sợ các bạn đâu. Mình giới thiệu cho các bạn đây là cái hoa hồng hạnh mà từ trước đến giờ nó chưa có trổ lần nào cho nên mình chưa giới thiệu. Để cho bạn nào biết cái mặt hoa hồng hạnh nha các bạn. Đây là cái mặt hoa hồng hạnh nè. Hồng hạnh nha các bạn. Thì nó cũng như gút lút vậy đó, đại khái là như thế. Nó cũng rất là đẹp. Bông bự hơn gút lút nhiều. Mà bông đứng nha các bạn, bông đứng chỉ thiên luôn á. Đó. Đây là mặt hoa hồng hạnh, hoa ba lớp nha các bạn, không bo to như cái chén vậy. Còn thằng gút lút thì nó gục, còn thằng hồng hạnh thì nó đứng. Mà bông hồng hạnh nó đẹp hơn nhiều, to đứng sừng sững. Đây là bông hồng hạnh nha, hồng hạnh chứ không phải nó giống như bông gút lút thôi nè. Các bạn thấy cái bông gút lút nè, đây thằng gút lút nó là cánh dúng bông gục, đây thằng gút lút, nhưng mà nó là cánh dúng nha các bạn, cũng ba lớp cánh dúng nhưng mà bông gục chứ nó không có được xòe như cái thằng hồng hạnh nha. Đó, thì các bạn lưu ý cái chỗ đó, nói chung là các bạn này chơi lâu năm thì không có nói rồi, còn các bạn mới chơi thì để cho biết cách phân biệt. Thằng gút lút bông gục chứ không có chỉ thiên như là cái thằng hồng hạnh. Mà hai bông nó giống y chang nhau à.
Còn đây là cái thằng hạnh phúc, hồng phúc, hạnh phúc gì cũng cũng ấy, tùy theo có người gọi. Thì có người gọi đây là bông hạnh phúc, mình gọi là bông hạnh phúc, nhưng có người gọi là hồng phúc đó. Thì nó đẹp như thế này, bây giờ nó đang ra hoa này, chuẩn bị mình like để mình lấy cho các bạn. Ngày hôm qua mưa một trận mà nó te tua hết đó các bạn, nè các bạn thấy nè, đó cái bông Vân Huế 13 nó trổ đẹp vậy mà bữa nay nó cũng te tua tơi tả, mưa xuống là nó dập hết rồi các bạn. Nè đây là cái bông thanh thủy nè các bạn, nè đó nó trổ như thế này mà ngày hôm qua cái bông này nó trổ đẹp vậy mà bữa nay nó te tua tơi tả rồi các bạn thấy không? Đó cái thằng Vân Huế 5 cũng vậy nè, đó nó trổ vậy là được là may rồi. Còn cái em này thì có thấy không, mưa một bữa là nó te tua tơi tả vậy đó, dập hết các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn đây là cái mặt hoa cẩm đăng 2 nha. Thì nói chung là các bạn nào có rồi thì biết rồi, còn những các bạn chưa có thì biết mặt hoa để sau này mình thích thì mình xếp hạt vậy thôi. Đây là mặt đăng cẩm đăng 2 nha các bạn. Đó, hoa nó như thế này, ba lớp bông bự nha các bạn. Còn cái hoa Long Thành thì các bạn thấy bự khủng hoảng rồi, khỏi nói. Trời ơi, cái hoa Long Thành mà tự hồi tối nó mưa nha các bạn, nó mưa nó te tôi vậy chứ còn nó trổ nó đẹp lắm luôn á. Nó trổ bông như cái tô đá luôn. Rồi tối nó mưa nó te tua hết rồi, các bạn thấy nó dập te tua. Đây là Phương Lam 22 nè, nó mới trổ là nó vàng như thế này nha các bạn, nó trổ qua được 2-3 ngày thì nó chuyển có màu hồng như thế này. Đây mình có hai cái cây sứ hạt các bạn, thì mình quay mình đăng mình bán, bạn nào thích thì mình ship. Đây là những hai cây sứ hạt nhưng mà là cánh đơn, cánh đơn các bạn. Thì mình like thì mình muốn nó cánh kép, bây giờ nó ra cánh đơn biết sao, cánh đơn thì bây giờ mình chơi cánh đơn thôi. Đây là cái cây thứ nhất nha các bạn, bông bự lắm các bạn ơi, bông bự kinh khủng luôn á. Ừ, các bạn thấy không? Đó, bông nó vậy đây nè. Bạn thấy kinh khủng không? Mình trổ sai bông lắm nha các bạn. Sai bông luôn đó. Nè mà hồi tối nó mưa nó dập nè các bạn. Dập te tua tơi tả hết nè, nó dập nát hết. Mưa quá mà, mưa. Mưa mà nó dập mà quéo bông. Cái bông này hôm qua nó trổ căng bự như cái bàn tay mà bữa nay nó quéo vậy nè các bạn thấy. Nụ nhiều lắm nha các bạn, nụ rụng bớt rồi, quá trời nụ sai bông lắm. Cây này nó màu đỏ sọc, hồng, tím, hồng tím nha các bạn. Còn mình có cái cây này, cái cây màu vàng sọc, sọc nha các bạn, màu vàng sọc. Chói quá, quay rất là chói luôn á. Cây màu vàng nha các bạn. Nó bông rất là sai luôn. Nó màu vàng sọc. Hoa trổ cũng bự lắm các bạn. Có hương thơm nha các bạn. Có hương thơm. Cây này coi. Cây này cũng thơm phớt thôi mà cây này thơm mạnh nè. Thơm nha các bạn. Rất là thơm. Thì hai cây này á. Hai cây này nè. Mình bán 200 nha. Bạn nào thích thì mình ship cho. Nói chung là hoa của Hoa Ba Trồng các bạn đừng có kỳ bì với những cái hoa của vườn khác. Tại mình chăm đây là mình chăm bằng cái tâm. Hoa thì trổ cực kỳ đẹp. Đó. Chứ không phải mà làm lên một cái cây mà các bạn nói Hoa Ba Trồng bán sao rồi, cánh đơn bán gì cả 100 ngàn. Nhưng mà nó tùy theo cái mặt hoa nha các bạn. Những cái cây nguyên liệu nhiều khi mình cho các bạn, mình cái cây mà nó trổ ra không đạt á, là mình tặng cho các bạn thôi chứ mình cũng không muốn bán nữa. Nó thẳng vậy, bán 50 ngàn mình không có muốn bán mà mình tặng cho các bạn, thà tặng còn có ý nghĩa hơn. Chứ đâu phải là ấy, là còn cái hoa này là thuộc dạng hoa đẹp nha các bạn. Lâu lâu nó mới trổ được cây vài cây đẹp, còn đa số là cây tàu lao gì đâu không. Đó, cho nên mình không có bán, đa số là mình tặng. Còn những cái cây này là cây hoa đẹp nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ nói rằng là Hoa Ba Trồng bán mất cái cây gì kính đơn bán 100 ngàn. Ủa, cái cây kính đơn nó mất tiền lắm đó chứ, 100 ngàn là chuyện bình thường nha. Thôi buổi sáng mình làm tí xíu video mình tâm sự với các bạn niềm vui trong ngày. Thì một ngày mới Hoa Ba Trồng luôn luôn chúc các bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người thân mến, xin chào.